Hết luôn hả con ha? Còn nồi nữa con. Dạ. Cháo nó gồm gì vậy con? Thịt với là bắp thảo. Dạ. Vâng, để con kia có cái bàn ngồi. Dì cứ làm cho khách kia, dì cứ làm cho khách kia con thông thả mà. Dạ. Ủa thằng đó con làm mấy hộp con? Hộp mì. Bún mì của con, bún mì, một dĩa bún mì. Cái mì nhiều không bún? Khách đông quá chị. Hình như trong này thấy chị có vẻ là trẻ nhất nè. Hoa Khôi trong làng các cụ này là trẻ nhất này. Má đông vui quá nhỉ. Cháu thì đây có cái lớn và cái nhỏ, và cái nhỏ như vậy là 18 ngàn. Cái lớn là nhiêu vậy? Cái lớn 30 rồi. Cái này bình thường là 20, còn bự nó 30. 20 nè, cái bự kia là 30. Cái này 18. Cho súp nè. Cái này là xì cường chén cháo. Chén cháo anh cho dưới rồi để bưng dưới. Rất là nhiệt nhàng, rất là nhiệt nhàng. Uống so nha, uống so nha. Trời của con tốt lắm. Đứng trong cái quạt á. Đây là một quán bún xào của người Hoa, của người Quảng Đông. Hôm nay thì mình đang ở trên đường Lạnh Minh Thăng nha, và đang trong một con hẻm nhỏ của đường Lạnh Minh Thăng. Địa chỉ là số 71/43 đường Lạnh Minh Thăng nha. Đứng trước một quán bún xào ở trong hẻm, nhỏ gọn thôi. Nhỏ gọn nhưng mà đừng cái là khách ăn rất là đông và cái phần bún cũng rất là hấp dẫn nha. Bán giá thì khoảng 30-40 thôi. Có một món chính là bún xào ấy, bún xào miến xào. Ồ đây là cũng có bán quả áp nữa hả cô? Không, không có áp con, cô bán bán giờ nó không kịp, biết là sao lại áp lên cho mọi người hả con? Quá trời luôn các bạn, trong hẻm nhỏ thôi vô thấy đông vui này. Tới là làm cái chuyện luôn. Ở dưới là hai chén một cái. À vào vào. Ở đây thì dạ, ở đây thì ngoài bún xào, miến xào còn có cả cái món cháo á. Cháo vịt bắp xào có điểm tâm hả cậu, xíu mại nữa. Đấy là bốn món. Ở đây là vô trong này nghe tiếng Hoa rất là nhiều các bạn ạ. Nói bằng tiếng Hoa mình cũng hiểu. À, cái này món ăn cũng nhiều quá. Dạ. Này ở đây cô đang bút bún nãy vừa mới gì rồi, này. Cô múc bún. Cái mùi bún đấy các bạn, mình đứng gần á mình nghe cái mùi giống như mùi chảo cháy á, mùi chảo cháy của mùi này xào lửa mà. Dạ chảo lửa ha. À, cái mùi lửa. Giống mùi gọi là mùi hủ tiếu xào của người Hoa đấy, cái mùi như vậy đó. Cái này người trong nhà mình hết các cô? Nói chung người nhà hết hả? Vâng. Chị đi trong nhà làm hết. Cái này ở đây thấy chắc 10 người không? Chắc cả 9 người. 9 người. 9 người. Đó là chị ở trong nhà không các bạn ạ? Không nhân viên, con đéo ở nhà không? Toàn là nhân viên đây, toàn là các cụ U50 đổ lên không? U50 không ha? Đấy, toàn là cái U50 bốc sáng giờ. Gì 58 này ha? Dạ. Toàn là lớn tuổi không à? Trong tầng 4 hộp đó là do tí phun mà. Chắc bánh ba chảo một lần đem về.
Nếu mà cái phần cháo bách thảo mà bán riêng là bao nhiêu một một chén như vậy? Một chén ăn 20. 20 ngàn ha. Dạ. Đây là bán giao đi. Cô làm phần này là phần gì đây? Bún mì á con. Bún mì ha, phần này cô làm là bao nhiêu tiền? 30 ngàn gì á. 30 ngàn một gì ha. Rồi, phát xẻ hay mày. Rồi, một phần cho em dân kia già nữa nè. Bún xào. Cái này bún xào, mì cháo, cái này mì xào. Bún xào, mì xào. Một phần em kia về nữa. Mới nóng ha. Rồi. Hôm nay đưa cả nhà đi ăn một quán của Nghệ Hoa bán cái món bún xào và mì xào. Ở trong một cái hẻm nhỏ thôi mà nhộn nhịp lắm. Dạ. Cho con quay chút xíu rồi con ăn được không? Rồi quay cứ tự nhiên quay đi. À dạ. Để gì làm cái mâm này được con quay cho nó rồi nè. Dạ. Hôm nay chị làm cái con cho mình quay luôn. Là đây là cứ mới nóng vậy hả con? Mới xào ra con. Dạ. Quán của mình là tên là gì về gì nhỉ? Có tên không gì? Gì con? Quán của mình có tên là gì? Có Chi Bún Xào. Chi Bún Xào. Đủ chưa? Có gì chăm đủ chưa? Dạ đó. Không phải ba dĩ đủ chưa? Ba dĩ đủ chưa? Của em kia một hộp bún hay một phần một? Bốn phần. Bốn phần. Bốn phần hả? Dạ chăm ơi. Bên này thấy có cái món cháo luôn nè. Này là cháo mọi người. Cháo này là cháo cháo vịt bánh thảo. Cháo vịt bánh thảo. Ôi đẹp quá. Cái này là đang bưng ở đâu? Là một dĩa này là 30 ngàn. Một dĩa này là 30. 30. Tô cháo 20 là 50. Rồi. Rồi một phần ăn là 50. Đấy, là vừa cháo vừa bún ăn với nhau luôn. Vừa bún vừa cháo là 50. Dạ. Đấy. Bảy bốn chặt 43 đường là Minh Thăng. Dạ. Ở đây là có món này là chính thôi. Món này mới đây là món điểm tâm há cạo xí mại nữa. Cái này là mới ra hay là cái này ra? Cũng một trong một lọt luôn. À, trong một lọt của nó mười mấy năm luôn. Dạ. Gì tên gì? Chi Bún Xào. Dạ. Quán Chi Bún Xào. Quán Chi Bún Xào. Dạ. Là trong kia là bà chủ đó hả? Rồi bà chủ bà đứng bà xào khí thế mặt trời luôn. Bà xào cầu. Ở đây là sáng là mình bán cái gì? Bán từ 5 giờ tới 12 giờ là nghỉ. Rồi chiều có bán không? Không, không, về đó 3 giờ khuya vậy rồi. 3 giờ khuya vậy rồi hả? Đúng rồi, vậy bán nữa có bệnh. À. Được chưa? Dạ, rồi. Dạ. Dạ. Đấy. Ở đây là ngồi ăn trong cái hẻm này mát lắm, ăn xung quanh đây không à. Đấy. Hôm nay thì ở đây đang rất là đông người. Trong cái hẻm này vui quá nhỉ. Bước vô cái hẻm cái thấy đông vui hẳn lên. Một cái bún xào rất là đơn sơ nhẹ nhàng thôi các bạn ạ, nhưng mà đừng cái là khách quan đông lắm. Ở đây thì các bạn có thể ngồi dọc theo đường này này, hoặc có thể ngồi ngồi quay sang bên này, có cả quán nước các bạn ngồi đâu tùy thích nha. Bún xào đây ngon không các chú? Bún đây ngon không chú? Ngon lắm hả? Dạ. Đấy, hôm nay các chú đến ăn bún xào và miến xào hả? Với cháo luôn ha. Dạ. Còn thấy ở đây các chú ăn mà các chú lớn tuổi ăn quá chắc rồi. Rồi chúc chú con miệng nha. Này hình như con thấy toàn là người trong gia đình mình không á gì nhỉ? Trong gia đình không ha. Quán này là của gia đình, là toàn người trong gia đình bà làm không các bạn ạ? Đấy mình vô mình coi dĩ làm là mấy phần ăn này. Cái này là bún xào các bạn ạ. Bà chủ là sao mệt gì trong kia kìa. Kêu ở trong nhà kêu à. Trong nhà kêu gì con? Hai hộp bún. Bún này có vẻ nó tơi bún quá nhỉ. Dạ. Không tiền rồi nha. Lá hạt cháy xuống tay chậu. Ngồi xuống ngồi một xíu. Gì đang nói gì vừa? Có thể phân dịch lại được không? Ở đây các gì đây là sổ tiếng Hoa rất là hay. Con. Dạ, mình là người Quảng Đông hay là Hồ Tây? Quảng Đông. Quảng Đông hả? Dạ. Đi Hà Bình chứ cái gì bác sĩ á, đi Hà Bình chứ cái gì? Hỏi ông thằng xây mấy mì, xây chốt. Trong này đông khách quá các bạn ơi. Rồi, hai hộp bún.
Nói chung là vô đây ăn đông vui nhỉ, bước vào cái hẻm này đông vui quá. Bước vào cái hẻm này đông vui lắm các bạn ạ. Bây giờ mấy chị nè, bây giờ hai phần cháo nhỏ bún nhỏ dưới của chị Năm nè, xong rồi của chị này nữa, của hai em trai này nữa. Cứ bán cho khách trước đi, tụi con ăn sau cũng được. Con từ từ đi ha. Dạ dạ dạ. Cái này của chị Năm kêu là hai trứng con ca. Cái nào đem ra? Rồi con này, coi con ca cho nè. Cái gì nè, coi con xuống dưới đi, con xuống dưới đi, con xuống dưới đi. Dạ, nếu con chảy thì dưới này, chảy rồi, chảy nhỏ. Bún mì. Rồi. À, cái này của con thiếu dưới nè thì con có bốn cái rồi là chị. Đây không khí nó nhộn nhịp hẳn các bạn ạ. Thấy nồi cáo cạn là sắp hết rồi à? Hết nồi này còn nồi khác nữa không gì? Còn. Vẫn còn nồi khác ha. Còn cho thêm nước mắm đồng mộng cho chị đó kìa. Đó. Giặt tảo nè con, giặt tảo nè, giặt tảo. Chị cho thêm nước mắm đồng mộng cho chị này nữa. Rồi dưới là hai phần là bún mì ở dưới nè. Tính là chỉ vô được bao nhiêu năm rồi cô? À, mười mấy năm rồi con. Mười mấy năm là trong, cứ trong cái hẻm này ha. Bốn năm có rồi đó. Là bán bộ chỗ này luôn hả gì? À, dạ. Ở dưới hai phần nhỏ. Ở hai phần bún bình thường cháu nhỏ. Cái em ngồi trong này là màu xanh này. Dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi. Không có kia rõ là có kia. Ở đây mình thấy là người ta hay ăn theo combo như thế này các bạn này. Ừ. Cái một phần là vừa bún vừa cháo luôn. Là hai giờ này là 50. Cái này là 18, cái này là thằng này là 48, còn cái phần mà cháo lớn hơn thì mới 50. À, cái cháu... này là 18, này 30, là 48 ngàn ha. Còn cái cháo lớn hơn chút xíu là 20. Dạ. Giá cũng mềm ha. À, cái này người ta gọi là phần cháo nhỏ, một phần cháo nhỏ, còn phần bình thường. Dạ. Phần cháo nhỏ là 48, còn bún chay 30 phải không? Hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Cái này là xem phía trên này là xá xíu không cô? Xá xíu trứng gà. Dạ. Hộp cháo đi về nè, hộp cháo. Của con trai này hai hộp cháo rồi, một hộp không hành. Rồi của em gái này cũng hai hộp cháo nè. Hai hộp cháo. Em gái hộp cháo em gái chưa? Anh vừa lưỡi rồi đó, không có gì rồi. Em gái 44, hai hộp cháo em trai này. Hai hộp cháo này với em gái. Rồi dưới rồi. Rồi cái số dành con. Của con cho hai hộp, một hộp không hành. Con bấm xuống dưới cho em trai kia đi con. Cái em trai ngoại của mình đó con. À đây là con hả? Không phải, cái này là dâu. Con gì? Con gì à? Dạ. Okay. Cái này bà bắt nước à, chạy sang là làm bán hàng luôn, bán quán luôn. Ừ. Chị bắt nước ha? À, bá bản. Dạ. Lấy xe ra, xe ra, xe của ai thầy đẩy xe ra cho anh chờ. Chờ dí thôi, đem về. Xong là bốn hộp bún mì đem về á mẹ. Mẹ mì
giá 4 nha. Là có mình à. Hỏi là dài nào ha? Tiếp có nhỉ, ở đây mì thấy ngon quá trời, ăn xào có xào tiếp được không cô? Xào bún không kịp. Nhưng mà hôm nay còn mì không á, ý là còn mì không á cô? Không, mì dạ, chờ, con chấp nhận chờ luôn. Hiện tại thì đang bị hết mì, phải chờ chút xíu các bạn ạ. Cái quán này là đúng theo kiểu gọi là nữ tướng như môn các bạn ạ. Trong này toàn là chị em phụ nữ không? Các cô ở đây toàn là thằng 50 không à? U 50, 60 không à? Mình đang chờ mì, hiện tại đang bị hết mì rồi. Ở trong kia thì mình thấy là có một chị xào liên tục luôn, mà xào đó tới đâu là bán hết tới đó, xào đó bán đó luôn ha, dạ, nhanh lắm. Có hai nói chung món chính đây là bún xào và mì xào nha. Có món cháo nữa, mình thấy một cái nồi to cực, bự chà bá là nấu sáng giờ hết mấy nồi như vậy rồi gì? Hết nồi rồi hả? À còn nồi nữa không? À ấy hả, mới sáng sớm bây giờ mới 8-9 giờ mà chiếu này à? Vâng, toàn nữ tướng không các bạn, trong này toàn nữ không, không nãy giờ mình không thấy một ông nào hết các bạn ạ. Tới từ tới đây tới giờ là mình thấy là cứ ào khách tới liền luôn. Có bắp đậu nành gì không? Dạ bắp đậu nành nước xanh cho con một kiểu bắp một đậu nành. Ngon cô, cháo đây ngon không cô? Cha có lấy bún không? Mình đang chờ có mì để mình ăn thưởng thức được cả hai món các bạn. Mình thì cũng ở xa tới đây mà ở xa tới mong được ăn cả hai món là buồn lắm, cho nên là cố gắng chờ một chút. Thơm. Ở đây là ngồi đây là cái nghe cái mùi của cái mùi xào cháy nó thơm. Gọi là mùi xào chảo á. Giống ở đây các bạn nhận thấy cái mùi nó giống thường cái món nó hủ tiếu xào của người Hoa đó. Nãy giờ là bán mệt nghỉ luôn. Ở đây thì các bạn có thể tới đây ngồi đây vừa ăn vừa coi mấy cô ở trong này làm rất là vui. Làm để cúng hả? Cúng là ông. À. Ông ngoại. À cúng là ông ngoại ha. À. Cô nói được tiếng Hoa không? Biết ít hả? Có em 66 à, mình cũng rất là muốn vô trong bếp quay chảo lửa chút xíu nhưng mà cô nói là thôi không. Hơi khó mình đứng ngoài này thôi. Nhìn vô là thấy là trong kia thấy là đang đứng trong bếp xào cạch liên tục luôn. Mình thấy là cái chị xào mà chỉ đứng như chọc sóc chào riết mà ốm luôn. Dạ em cảm ơn. Cái này là sữa bắp, cái này là sữa đậu nành. Cái này nhà làm hay người ta làm? Cái này là bạn gì nấu. Còn cái này là nhà nấu à, để uống cái nhà nấu nha. Đưa lên phi. Dạ. Sáu ngàn được một viên. Mà con muốn lấy mấy viên cũng được. À, mà hết mất tiêu rồi. À, thì là... còn nè, hết cả xíu mãi có sao đâu, miệng cũng đầy, còn đi mà không đi đâu. À, ngày hôm nay còn nhiêu nữa hết à? Còn nhiêu nữa, sáng là đầy nầu nhưng mà giờ bán còn bao nhiêu là hết. À, vâng. Ở đây thấy hai hen cái món điểm tâm này không gì? Cái này không? Dạ. 60 viên. Dạ. Ngày 30 viên ha, cũng được ha. Chắc chắc còn phải thử qua cái món này nữa. Ở đây toàn các món của nghệ Hoa nha. Cái này nhà mình làm hay người ta làm? Nói chung là nhà mình làm hết toàn bộ. À, người ông nhà luôn ha. Quá tuyệt vời các bạn ạ. Rồi, cảm ơn gì rất là nhiều. Kìa các bạn này, mình đứng đây mình zoom vào cho các bạn coi này, mình không được vào mà mình zoom. Ở trong kia có một cái chị mà ủa chứ sao là gọi là kịch liệt luôn. Từ chị sao riết mà chị ốm luôn. Chị sao mà từ khi mình tới đây nãy giờ là được khoảng 45 phút rồi, mình thấy chị sao liên tục vậy đó. Thì em có
Dạ. Tức là cái cường ruột làm việc của chị là mình cảm thấy là nó thật là kinh khủng. Xào liên tục luôn. Ở đây bao nước đá. Bên này là bạn mà ôi có quả gì to chả bá lửa này. Đây là quả hết cô. Là hán quả này là cô bán cho người ta luôn hay là trưng bày thôi? Bán luôn. Mình bán tại mình nấu mình bán đó con, nấu ra nước á. À. Nấu nước mát ra mình bán ngon lắm đó. Ồ là đây mình bán đựng nước gì đó cô? Cái này là cô hàng xóm nha. Cô hàng xóm mình sang cô hàng xóm mình thấy mấy quả này hấp dẫn quá. Ôi giời. Nấu ra là cái màu như vậy. Xong bắt đầu mình pha ra. Rồi mình pha ra đi mình bán. À. Ở đây là tự làm hết, mấy món này là tự làm hết. Dạ, như vậy là cô đây là chuyên bán về nước mát ha. Rồi, nước mát đủ thứ. Dạ. Ở ngoài kia có mấy cái hũ kia là mấy hũ gì? Cái kia là cái nó tự làm. À. Tự nhà làm bán quanh năm luôn. À, tắc chân đường phèn. Tắc trị bệnh viêm phế quản rồi. Dạ. Rồi thơm. Mứt dưa củ kiệu đồ đủ thứ, Tết bán đủ thứ. Là mấy cái trái như vậy bán đủ thứ nhà tự làm luôn. Tự làm hết. Quá trời khéo tay rồi. Nhưng mà con phải thưởng thức con mới biết là cô bán ngon hay dở. Dạ. Như thế này đi. Cô cái này là cô làm cô đặt cái chứ còn bán là bán chai riêng hay như thế nào? Chai nhỏ. Cô làm con chai đi. Rồi. Dạ. Đấy. Ngồi uống. Ngồi dạ. Uống rồi quay. Dạ. Ngồi bàn cao này đi. Vâng vâng. Còn đứng đây giới thiệu với cô chút xíu nữa. Bên này mấy cái hù gì nữa. Bảo bối không có bạn này. Này là hù gì đây cô, giống là mơ hả? Hai chanh đây. Cái đó là tắc cái con. Tắc, tắc ngâm rồi chanh ngâm. Ở nhà làm hết á. Nhà làm hết luôn. Nhà ở nhà làm bỏ mối cho người ta đem đi nước ngoài á. À làm bỏ mối luôn. Dạ. Trước tiên là cho con ăn thử cái này. Đấy. Cái sản phẩm ở nhà cô, con ngồi đây đi, con ngồi đây đi. Coi nhà hàng xóm mình tình cờ được thưởng thức các bạn ạ. Vui quá. Ngồi đi, ngồi đi. Dạ. Ngồi đi con ngồi. Con ngồi đại lên. Ngồi luôn, con ngồi luôn nha. Đấy, đâu sao đâu. Dạ. Đây cái này á. Đây các bạn này. Về viêm phế quản. Dạ, cái này là táo bón rồi. Con bốc càng có bốc tay. Lấy cái muỗng bỏ dạ. Vô miệng nhai rồi uống nước nóng. Chị viêm họng. Ừ. Chị táo bón. Ngon quá chị cô. Mở máu. Mấy người mà bị viêm họng á, như găng rồi bị xiết thì ăn được hết. Mà nó ngọt à? Ngọt chứ cô. Không, cái này nó hơi hậu hậu đắng đắng chút. Ừ. Tại cô cho uống nước nóng vô. Cái này ngâm đường mà cho nên phải ngọt là đúng rồi. Không á, chân không? Chân mình chân. Cái này uống á chị ho không? Chị ho, giờ cái vỏ tắc đó con. Dạ, ở đây cô có rất là nhiều loại nước và... Ở nhà tự làm. Tự làm nha, vừa có tắc ngâm này, rồi là vừa có chanh ngâm này, rồi là nước mát này, rồi là bán cả lá hán quả này. Bạn là có nhu cầu nấu nước mát thì tới đây mua cô bán luôn á, cô bán gọi là bán quả luôn á. Rồi con cảm ơn cô. Ăn con uống nóng lắm nha, từ uống cho nó không có từng cổ nè. Con đi nhiều mệt đó, nó còn ăn ngày chừng mấy miếng thôi. Cái này là cái này cô ha. Mở máu hay lắm. Dạ tuyệt vời cô ạ. Rồi một lát tụi con ngồi cô làm cho mỗi ly uống. Cái này là quán cô bán nước ở bên nhé bạn. Mình ở bên kia mình nhìn qua mình thấy quán nước cô có rất là nhiều thứ hấp dẫn cho nên mình qua đây chút xíu luôn. Cái này đặc biệt là ở nhà tự làm hết. Nhà tự làm hết luôn đó cô. Ở nhà cô làm quanh năm suốt tháng bán đủ thứ. Dạ. Quá tuyệt vời các bạn ạ. Còn nước này là mình cô đặt. Chỉ đạp đá bỏ vô thôi chứ không bỏ đường nữa. Tại vì cái trái nó rất là ngon rồi. Cái trái nó có cái độ ngọt trong ha. Dạ. Là chứ không có bán cái viên bột không à. À, thế các bạn ơi, ở đây cô cũng nấu. Cô bán nước sâm, bông cúc, đủ thứ. Làm miếng gọi là cái tắc của cô thông họng các bạn ạ. Thông họng. Còn cái chanh muối này là mình cũng bán theo hù luôn đó cô. Rồi cô bán đó, bán ký. Bán ký, tức là ai mua là mình nhập mình bán luôn. Rồi còn cái này mình bán hũ. Dạ, cái này hũ bán hũ. To như vậy là 3kg. Hũ gì nè. 3kg. Hũ gì là 1.2, 2.5kg. Đấy, nãy giờ con chưa biết tên cô tên gì? Cô tên Hồng. Cô Hồng nha. Cô Hồng. Cô Hồng bán ở trong cái hẻm 71. 71. 35A. 35, 7, 71 xẹp 35. Ừ. Đường Lạch Bình Thăng, còn 11 nha. Gần quán bún hôm nay mình giới thiệu với các bạn luôn. Cô bán bên cạnh luôn. Đấy, là một hũ này là bán nhỏ, bao nhiêu tiền cô? Hũ nhỏ là 55. 55 ngàn. Ừ, hũ ký. Một cái hũ này uống cái nào cho hết nhỉ? Cái này nhiều lắm à. Dạ, còn cái này thì nó tí mấy kg là dạ. Hũ là 120. 120 ngàn ha. Dạ. Đấy, còn là hán quả này mình bán làm sao? Một trái to nhất là 10 ngàn. Bắt theo trái luôn à? Cái trái dừa dừa thì 7 ngàn. Vâng. Trái bé nữa 5 ngàn.
nó có 3 loại. Dạ. Loại to nhất là cái này. Đây các bạn. Nhất là trái bự nhất, 10.000 trái. 10.000 trái. Đấy. Cái gì vừa là 8.000, cái kia 6.000. Con nghe nói là la hán quả này nó chưa được nhiều bệnh lắm hả cô? Quả la hán này này. Thì nhiều thứ. Dạ. Nhất là bị thận. Thận. Mấy người thở phổi thận. À. Lâu năm giống như ông xã phường uống ra hết luôn. Uống là hết luôn. Có hay ăn miếng xào đây không chị? Có. Ăn thường không? Cái món của người Hoa. À. Ăn ra người ta ăn chị thấy miếng xào đây sao ngon không? Đấy. Xào ăn thử chưa? Chưa, nhưng mà em hỏi trước chị. Cũng mà tiếng con hải phóng rửa thầy hơi hả? Mùi thơm. Và trái coi đầu quen hơi. Còn biến này sao? Còn biến có bị mềm bở hay nát gì không? Cũng bài. Chưa ăn hả? Chưa, bọn em hôm nay tới đây thử lần đầu tiên này. Ở đây miếng ngon hơn này, ngon hơn chị. À, mì cái này bún gạo ha. À, mì bún gạo ngon. Em có ăn con mì sợi giòn không? Ở đây có mì sợi giòn rồi ha. Ý nó là giống cái mùi thơm. Ờ, nãy giờ em ngửi thấy cái mùi giống như cái món gọi là hủ tiếu xào của người Hoa. Lâu lắm rồi. Đấy. Khách mối ở đây chị ha. Rồi. Rồi, cảm ơn chị nha. Đấy. Cháo hả? Cái à. Này giống cháo cào xay ấy gì. Nó mịn chứ. Nấu tới mịn luôn. Nấu tới mịn luôn hả? Cái kỹ thuật này nấu vậy. Ừ. Chủ đã được. Chủ đã được. Không chỉ được đâu. Nói chung là ở đây chỉ nói là gọi là miếng xào, à quên, bún gạo xào và mì xào ngon. Ở đây mì xào, yeah. Cháo hột vịt bắp thảo, thịt muối hột vịt bắp thảo cũng ngon ha. Yeah. Đơn giản mà ngon. Ở đây ngon không chú? Ngon ha. Dạ. Rồi ok chụp đi. Rồi cảm ơn. Cảm ơn cô rất là nhiều. Ở đây thì có cô ơi, cho con điểm tâm á cô, cứ một thứ một. Dạ. Ở đây thì có miếng xào và bún xào. Và cháo vịt bách thảo và có cả phần điểm tâm nữa. Cho nên hôm nay thì mình chờ còn cả cái món mì xào nữa. Nhưng mà mình chờ mì xào lâu quá. Mì xào hôm nay hết hàng rồi mà lâu quá chờ không được. Thôi mình ăn miếng xào trước nha các bạn. Ở đây là một phần như này là 30.000. Một phần thế này các bạn này. Phần này là 30.000 nha. 30.000. Thì nó sẽ có thịt gà xé này. Này gà xé nha, rồi có xá xíu, có trứng, rồi ở dưới là gọi là miếng xào thôi, gọi là bún gạo á, bún gạo xào xong mà nó tơi ha, nó không bị dính đùm lại với nhau, nó tơi ha, có một ít rau, rau xà lách đấy, rồi bên này là một chén hột vịt bách thảo, chén này 18.000, thì ở đây là có hột vịt bách thảo này, rồi có trong này như có cả cái phần thịt trong nữa đó các bạn ạ, thịt nạc đấy. Đấy, cái này 18.000 nha, thơm lắm. Ăn kèm với nó thì mình thấy có đậu phộng này. Có nước, có chút xíu ớt để cho vào cái này cho nó đúng chỗ luôn. Điểm tâm cô ha. Điểm tâm này là cứ 6.000 một viên. 6.000 rưỡi một viên. 6.000 rưỡi một viên. 4 viên là 6 x 6 36.000. 37, 38, 39.000. Đấy. 39.000 giờ này nha. Dạ. Cái này là há cảo bó sơ đông cái này là ăn chung với nước mắm này luôn hả cô hay là có cái này ăn với nước cô à dạ. cái này ăn với nước tương ha. Cái này nước tương đây con đổ vô cái này con chấm đổ trực tiếp vào đây luôn đổ vô cái này thì dạ. Vô đây con chấm rồi lấy cái chén cũng được dạ hay là lấy cái chén để chấm cho nó ngon dạ. Vâng rồi rồi dạ chén này đây chén này con đổ nước tương vào đây con pha ra ba thứ dạ pha ra ba chai ba loại này nè à rồi 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 con hiểu rồi ba thứ là con chấm rồi con cảm ơn cô rất là nhiều con có bánh bao luôn hả vâng cô cho con cái bánh bao luôn. Ở đây ít món đó mẹ các bạn cho nên là có gì á mình thử hết luôn nha các bạn. Nói chung là ở đây thì bán còn cái món hủ còn món mì xào nữa nhưng mà mình chờ nãy giờ là mì xào không có ra kịp các bạn cho nên mình ăn cái này nha. Mình ăn miếng xào. Đây các bạn này, ở đây thì
mình thấy là có cho ít nước mắm nữa không? Chắc là mình sẽ chan ít nước mắm lên đây luôn. Rồi rắc chút xíu đậu phộng lên luôn cho nó đúng bài của nó. Ngon chưa? Đấy, bây giờ là thành cái vỉa vậy đó. Rồi chắc tổn lên quá. Rồi mời cả nhà nha. Thơm lắm các bạn ạ, cái mùi đấy thơm lắm. Nó thơm cái mùi kiểu mùi chảo cháy của mùi hủ tiếu xào á, nó thơm. Lạt lắm. Sao thằng này các bạn ơi. Mình tưởng người ta cho nước mắm này gọi là ăn thêm, mà thực ra để cho trong này nó người ta món này nó cũng lạt lắm. Tức là người ta xào á, người ta lấy cái độ cháy của chảo với là thơm của chảo. Thơm của cái sợi miến lên thôi chứ không có bỏ cái gia vị trong. Thực ra mình trộn đều lên nước mắm rồi thì nhìn nó cũng có vẻ hấp dẫn hơn à. Miến nó tơi lắm, ở đây người ta xào miến tơi lắm. Trộn này ăn đúng bài các bạn. Ở trong này cái sợi miến này bây giờ nó không gọi là không bị bở ra, nó vẫn còn gọi là ăn nó hơi dai dòn nhẹ, và đặc biệt nó rất là thơm, nó thơm của mùi chảo cháy. Rồi rằng ở đây mấy cái phần topping phía trong á, mình thấy là người ta cắt ra dài cái xuôi đó, trộn này ăn đều. Có kiểu mình gắp một cái là cái gì nó không có. Ngon không ta? Ăn kiểu miếng trộn này là làm ngon. Một cái dừa này nó không quá nhiều nha bạn. Nó mới vừa đó, cho mình ăn đủ á. Mình thấy cái mùi thơm đấy các bạn. Cái mùi của miếng xào á, người ta làm thơm lắm. Thơm. Ăn tổ nó cái mắm này ăn đúng bạn nha. Này có mì rồi các bạn. Vâng. Ôi các bạn này bây giờ là mình chờ nó như mì là mình còn xào lạt giống cái đường miến hay là mình xào nên gia vị nhiều hơn rồi. Không, mì xào là xào lạt thôi, rồi con ăn gia vị con lên vô luôn. Dạ. Rồi con cảm ơn cô. Đây là cái phần gọi là mì xào nha. Hôm nay mình chờ mì, mình chờ lâu quá không có mì, không biết cùng cô đâu. Một lúc sau cô nói là mì xào xong rồi. Ở đây có cái món mì xào nha. Để mình thử qua cái thằng mì xào luôn. Về cái phần topping thì nó giống y chang nhau, nhưng mà về cái phần mì này. Ở đây mình các bạn thấy người ta xào nó tơi cộng mì ha. Trời ơi nó tơi. Nó cực kỳ tơi cộng mì luôn. Nó tơi mà nó thơm. Đấy. Rất là tươi và thơm. Thơm lắm. Nói chung là thơm lắm. Ở đây thì cùng xào theo cách kiểu xào chảo cháy á. Thơm lắm. Các bạn ở đây các bạn là nếu mà thường ăn các món của người Hoa nha, là mình cũng thích ăn các món người Hoa, nhưng mà mình có một cái điều sợ là hơi nhiều dầu mỡ. Nhưng mà ở đây là người ta xào kiểu xào lạt, kiểu xào dưỡng sinh nhá. Ít dầu mỡ lắm, ăn không có ngán. Mình hồi nãy mình ăn hết bộ dừa bút rồi mà mình không có bị ngán nha. Cái này là mì nha. Thơm quá ta. Ở đây xào ít dầu mỡ, ăn không bị ngán mà thơm. Là cái cọng mì người ta xào nó ăn hơi dai dai nhẹ. Thơm quá. Nói chung mình vẫn thích nhất là cái mùi đấy các bạn.
Ở đây còn có một cái phần nữa các bạn này. Đây là cái phần điệp tâm. Phần này là phần nằm ngoài kế hoạch nha, nhưng mà mình vẫn chia sẻ với các bạn luôn này. Ở đây thì điểm tâm thì có hát cả xuống mại, hát cả xuống mại nhà tự làm nha. Cái này các bạn có thể ăn thêm nha. Chú cần nghề hoa, chú cần rồi, chú mạnh nghề hoa. Nhìn chất lượng quá. Mấy cái phần dim sum này á thì người ta làm ở đây ngon nha các bạn nha. Nhân thì cũng có 3-4 loại nhân khác nhau, cứ viên là 60.000 đếm tới, đặc biệt 6.000 đếm tới. Cái nhân người ta làm ngon, cái bánh xíu còn cả người ta làm ngon, nhưng mà ở đây mình thấy người ta không có chú trọng đến cái nước chấm lắm. Chú mà làm ngon, nhưng mà cái dim sum ở đây người ta làm ngon, nhưng mà người ta không có chú trọng cái nước chấm lắm. Nó các bạn ạ. Cái này ít dầu mỡ lắm các bạn ạ. Rất ít dầu mỡ ở trong này. Mời các bạn nhìn cái đĩa này. Thông thường các cái món xào của người Hoa là cái đĩa là lúc nào cũng lớn dầu mỡ trơn á, nhưng mà ở đây các bạn nhìn cái đĩa này. Nó rất ít dầu mỡ, hầu như không có dầu mỡ luôn á. Nó không bị ăn, không bị ngán, không có bị gọi là bị nặng bụng về dầu mỡ. Cho nên là một cái quán mà bạn nào mà sợ dầu mỡ mà lại thích các món người Hoa thì mình nghĩ đây là rất là ok nha. Không có dầu mỡ, ít dầu mỡ lắm. Mình vẫn thích ăn cái món hủ tiếu xào người Hoa mà lâu lắm mới dám ăn lần vì dầu mỡ nhiều quá. Mà đây ăn cái kiểu này ok nha. Ở đây còn một cái món nữa à các bạn này. Món này là món cuối cùng. Món này là gọi là món cháo trứng bánh thảo. Ngon ha. Một chén này có giá là 18.000. Ngon chưa? Cháo nó mịn, nó thơm. Có trứng bánh thảo đã nó bùi. Mình nghĩ trong cái chén cháo này mà cho thêm một giọt rượu mè nữa là đúng bài luôn. Thêm đúng một giọt rượu mè thôi là đúng bài luôn. Cháo đó rất là mịn. Mịn cháo, ngọt cháo lắm. Gọi là cháo nó nhừ cháo á. Cháo ngon. Do cái trứng bánh thảo nó ngon á. Với cháo ở đây người ta nấu vừa cháo, mà như mình nói cái này mà đúng là cho thêm 1-2 giọt rượu mè bốn là đúng dậy mùi luôn, là đúng bài lắm. Wow. Ở đây thì lúc này mình có mua ra 2 cái ly nước của chị bán bên kia nha các bạn. Đây là nước gọi là nước mát á, nước kiểu nước sâm bí đao á. Wow. Ngọt cũng đậm đà chứ trời. Thơm. Ở đây chỉ nấu chỉ bỏ nhiều cái gọi là lá hán quả nó thơm dữ trời. Thơm lắm, lá hán quả dữ thơm lắm.
Ở đây mình thấy bên kia là chỉ bán nhiều cái hũ nha, chứ vừa bán là ăn quả trái này, vừa bán nước này, vừa bán cái keo hũ quá. Các bạn có thể ăn, có thể mua uống nha. Mấy cái đồ này ở trong này là chỉ mua gọi là chỉ tự nấu tại nhà, cho nên là không phải là cái hũ mà người ta bán sẵn công nghiệp. Uống ok lắm. Và món mì xào ở đây thì mình thích một cái đầu tiên phải nói ở đây là người ta làm cái xào người ta làm sao xào nó thơm nó dài, sợi bún với sợi mì xào xong nó không bị bở, không bị nát ra, nó vẫn còn giữ cái độ dai của nó, và đặc biệt là cái mùi thơm cháy chảo ăn rất là thích. Và một cái điều mình rất là thích ở đây nữa là dầu mỡ ở đây xào ăn ngon miệng mà không có bị dầu mỡ nha. Nhìn vô cọng mì nó tơi, nó bóng lên, nó không gọi là mướt, mà nó là không phải là mướt kiểu mướt dầu mỡ, ăn không bị ngán, không bị ngấy, ăn rất là ok. Một phần thì 30.000 thôi. Ngoài ra thì còn có cả cháo nha, cháo cũng ok. Rồi dim sum thì cái này nếu mà người ta chú trọng cái nước này thì ok, nhưng mà dim sum này làm ngon. Rồi nha, nếu bạn nào thích ăn các món nghệ hoa hoặc là chưa thử qua cái món bún xào chi ở đây thì một lần nào đó đi ăn qua đây có thể ghé bạn thử nha. Như các bạn thấy là đây là cái quầy nó nhỏ thôi, nhưng mà được cái là mình thấy lúc nào khách vào đông, khách ngồi lúc nào cũng đông, từ lúc mình tới giờ luôn là mình thấy là khách vào liền luôn. Và một cái ở đây là người ta không có làm trước mà cứ hết mẻ đào người ra xào mẻ đấy mới nóng, cho nên là đây đồ ăn lúc nào cũng mới nóng nha. Rồi nha, còn video này chắc mình chỉ cách là kết thúc ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Đừng quên like video, đăng ký kênh và để lại ý kiến của mình về quán ăn ngày hôm nay nha. Hôm nay dùng hết combo là gọi nấu cằn nữa các bạn ạ. Nếu một đĩa 30.000 ăn thêm combo chén cháo nữa là no. Nói chung là khách ăn ngon là biết rồi các bạn ha. Khách ăn đông này biết là ngon, người ta biết ăn đông rồi.